Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 này, 36 trại sinh của Trại Bồi dưỡng Sáng tác Văn học Nghệ thuật Hương Rừng năm 2024 vừa được Ban tổ chức bố trí 2 ngày về với biên giới, thăm và tìm hiểu về lịch sử, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đời sống của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Serebok và đồn biên phòng Bo Heng. Mỗi chuyến đi là những bài học bổ ích, không có trong sách vở, và sau đây sẽ là hành trình của các em khi đến với đồn biên phòng. Đến với đồn biên phòng Serebok, đoàn đã tham gia buổi lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia ghi danh. Tham quan tìm hiểu và được nghe giới thiệu về lịch sử của đồn biên phòng Serebok cũng như về di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bến vượt sông Serebok, nơi ghi dấu một giai đoạn lịch sử hào hùng, đảm bảo giao thông thông suốt, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tại đồn biên phòng Bo Heng, các em đã tham gia làm lễ tri ân và báo công tại tượng đài Bác Hồ với bộ đội biên phòng. Đặc biệt, các em đã được đồn biên phòng Bo Heng giới thiệu về cột mốc số 46 do đồn quản lý, cũng như việc phối hợp với nước bạn Campuchia trong việc phân giới cắm mốc. Truyền cho các em một cái tình yêu đối với quê hương, đất nước và sẽ đóng góp thật nhiều cái sức lực của bản thân để học tập, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đối với các em học sinh được tham gia hành trình của trại sáng tác lần này thì có rất nhiều cảm xúc và hơn hết là tình yêu quê hương đất nước được bồi đắp thêm rất nhiều. Được đến với cột mốc số 46 đây thì cũng là một cái niềm tự hào và vinh dự đối với em. Và em cảm thấy rằng là cái không khí ở đây và cái khung cảnh sinh hoạt của các chú bộ đội ở đây để cho em một cái cảm giác đó chính là một sự nghiêm trang và một tinh thần luôn một lòng vì Tổ quốc. Bồi đắp cho các em tình yêu đối với quê hương đất nước thì chúng tôi nghĩ rằng là bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ những chuyến đi, bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ với các cô chú và đặc biệt là với các chú bộ đội, hay là nhiều người nữa, những người mà đang dành cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình để cống hiến và đóng góp cho quê hương. Mỗi chuyến đi, mỗi chặng hành trình là những bài học quý trong đời. Hành trình của Trại Bồi dưỡng Sáng tác Văn học Nghệ thuật Hương Rừng 2024 chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp trong tâm hồn của các em.